thấy bà quay cụ gần nhỏ xíu nó bự kỳ lắm. Dạ nhà bà cụ cả nhà ơi, tại vì Thi Liễu vô đây ngồi là chỉ được hai bà cháu ngồi thôi chứ không còn có chỗ nào nữa hết bà. Nhỏ xíu luôn cả nhà, thấy thương bà lắm. Còn cái chỗ ngủ của bà nè là bà cụ nằm không có thẳng cái chân được luôn đó. Còn Liễu thì ngồi như gì nè, hai bà cháu chỉ ngồi, chỉ đủ chỗ ngồi hai bà cháu thôi à. Thấy thương bà lắm, cho nên là Liễu quay không có cái, không có lấy được mà toàn cảnh, toàn cái cảnh cả nhà, cho nên là chỉ quay gần bà cụ vậy thôi. Những video mà con quay bà cụ mà nói về kia cấm cử những ngày Tết, ngày xui không ra đường á bà. Cái video mà con quay bà cụ mà những ngày xui, những ngày cấm kỵ không đi ra đường á, đầu năm á bà. Dạ bà con cảm ơn bà nhiều lắm, nhờ bà chỉ dạy nên bà con cũng né được mấy cái ngày xui. Mà với lại bà có nghe là những năm tuổi mà mình cúng sao, mình cúng như sao hết bà? Không, đừng không. Hay nếu cúng thì phải cúng hoài. À. Không được. Gì hả bà? Còn không cúng là không được. Là cái năm nào năm tuổi mà kêu mình cúng sao á là mình không cúng. Nếu cúng là phải cúng hoài hả bà? Hả? Nếu cúng sao là cúng là phải cúng hoài hả bà? Năm nào cũng phải vậy hoài. À. Không được. Dạ. Mình làm một hai lần thôi, cái người làm biến không làm nữa là không được. Dạ. Chứ nếu như năm tuổi mình muốn giải hạn rồi mình làm sao cho hết bà? Ví dụ như năm tuổi xui quá đó, người ta muốn giải hạn cho hết, cho không đừng có xui đó, người ta phải làm sao bà? Cũng ở ngoài cái đường đi để cái dĩa ha, cái miếng giấy gì vậy đó, để cúng cúng như ông bà xui xẻ ăn rồi đi đi. Để mà là cúng ngoài sân trước cửa nhà mình. Hộp vịt với thịt, miếng thịt, hộp vịt với tôm, tôm tép gì đó. Dạ. Là đó là kêu là cúng tam tai phải không bà? Cúng tam tai. Vậy cúng thôi. Tam tai giải hạn đó. Dạ. Mà mé đường á. Dạ. Mà cúng vậy mà con chó không dám ăn á. Ồ vậy hả bà? Hay vậy đó. Không có ai ở đó hết mà con chó không dám ăn. Sao vậy bà? Là sao con chó không dám ăn bà? Bị cũng như người ta giữ đó. Dạ. Thấy vậy chứ mình tin thì cũng linh. Dạ đó. Dạ. Nãy giờ có hình chưa? Có bà. Đúng không? Đẹp lắm bà cụ, đẹp lắm. Bà đâu à? Thì nó đếm đếm ha. Dạ. Nó trổ đầu mồi hả bà? Còn bà là không có trổ đầu mồi mà bà lại sống thọ nữa. Có người con nghe nói là trổ đầu mồi mới sống thọ. Nhưng mà con thấy bà đâu có trổ đầu mồi đâu. Bà cụ Tết nay bà cụ bao nhiêu tuổi bà cụ nhớ không? Dạ không nhớ. Bao nhiêu bà? 94. 94 nữa. Tết nữa. Mấy ngày trước chưa Tết là Liễu ra quay bà. Thì bà cụ nói 93. Năm nay qua năm mới bà cụ 94. Bà cụ không bao giờ lẳng luôn cả nhà. Không có lẳng, chuyện ngày xưa chuyện gì cũng nhớ hết. Rõ ràng chứ không phải bỏ như mấy bà già. Hôm nay con không thấy bà khẽ chân mày nè. Có đó. Có hả? Hôm nay khẽ lợt, khẽ lợt. Không có nhiều, đừng có làm nhiều. Dạ, hôm nay bà làm lợt. Dạ. Vậy là sáng ngày nào cũng khẽ chân mày. Người ta nói già chứ sao. Bà nè, mày già chứ sao. Không có nói là nói không được à. Dạ. Quả phải không bà? Nói có là chồng à, dặn chồng nè, tôi không có làm cái gì quấy ra. Đừng có ông ấy làm chồng mà gầy tôi không được. Dạ. Ông ấy nè, hôm đó người ta ủi rớt đây nè, hết chơi cái lộ này ủi cao lên trên rồi, rồi cái tay dít, tay liền dít liền, mà ngồi đây mà tay dít, tay liền, liền luôn ở trong lu nước rồi đó. Mới nói cằn nhằn nói, ổng ngồi đây, cằn nhằn nói trời ơi liền gì mà liền dữ vậy, cái ổng lại,
kéo vô ngồi đây mà canh nè. Ông mắng bà ha, ông chồng. Ông kéo vô mà ông mắng mắng có người ra giờ khóc mướt ba rồi. bà khóc rồi ông chết đó. Vậy là bà cụ là không ai gậy bà được, không hết gậy là bị quở đúng không bà? Làm cái gì quấy. Vậy là bà cụ ai gậy là bị quở? Gậy là bị à. Mà ông nói là mắc cỡ khóc ồ ồ mà ông gậy á. Ông nói có mẹ mà ngồi đây canh. Dạ. Tại người ta muốn luyện. Dạ. Để coi ai. Con chó. Vậy là bà là không ai nói nặng bà được. Nói là bị quở đúng không bà? Cái này á có ông bà độ. Có ông bà độ cho nên là không có nói cho bà buồn không được. Không có làm cái gì trái. Dạ. Dạ. Thôi. Ông gầy rồi mà ông kéo vô mà ông nói ngồi đây mà canh không nói. Dạ. Vậy chứ nói làm sao? Dạ. Người ta muốn luyện vậy đó. Chứ dạ. Phải không? Cái lưu nước đó mà không thấy vậy. Dạ. Bà cụ có hai cái đồng tiền quá lố đẹp, hai cái đồng tiền sâu vô vậy nè, hai cái đồng tiền nè. Cái đó là trời xanh chứ không có cắt. Sống mũi thì cao. Nhiều cô hỏi vậy chứ có đi cắt đồng tiền không? Không. Quá đồng tiền bà cụ đẹp quá. Bà cụ là đẹp tự nhiên, nét đẹp tự nhiên. Có nhiều người hỏi con như nè, nói con như nè, bà cụ ngày xưa chắc đẹp lắm. Hồn gái bà cụ còn gái là đẹp lắm. Mà hồn gái mà bà già này á, má của tôi bà già chưa, tới nay con gái mà mới đầu tóc lớn như là đừng bà có hai ba đứa con. Dạ, không cho xả tóc thôi bà. Còn đeo bông á thì thôi cho nó đeo bằng cái phen đi, không cho đi làm bông đít liền mà bông bạc á tét ra lốt ra. Dạ tét lốt ra. Dạ. Rồi cái này mới mua à. Mới mua đâu bà. Mua rộng minh mông phải cái mặt bự vừa mới được. Dạ, đang che lại. Che cái đó lại. Mắc lắm, vàng mắc lắm. Dạ, vàng mắc lắm bà. Vàng 18, 3 triệu. Dạ, 3 triệu. Dạ. À, đi kiếm đồ bông mai á. Dạ. Đặng cho nó đừng có rớt. Không có. Hết trơn ở dưới cao lãnh, không có. Ờ. Có cái này à? Dạ. Cái này, cái mặt này coi được không? Đẹp bà, có dạ. Duyên lắm. Vậy hả? Dạ, có duyên. Mắc lắm. Dạ. Để mua đại đi kệ, ai hỏi rồi nói, bông giả. Nói thiệt á, người ta nói, có tiền. Ờ, nó, dạ. Bông giả. Dạ. Tôi đeo giả vậy bà, nói, để biết cái lỗ tai. Dạ, ai cười mình thì cười hết bà. Hả? Ai cười mình thì cười, dạ. Ừ. Đó, vậy thôi. Con cũng vậy, con sống cũng vậy. Con làm đúng thôi, ai cười gì con thì con chịu. Chứ gì người ta hỏi nói, mới mua hả? Không có. Nói, dạ, ông giả dạ. Ở này hai phân ngữ. Dạ. Cũng nói dạ nữa. Đeo chơi vậy mà. Dạ. Hai phân ngữ. Dạ. Móp mà. Dạ, móp. Đeo lâu ngày nó móp bà. Đeo lâu ngày nó móp. Mà người mình á, mình có đeo trang sức nó mới đẹp hay bà? Hả? Mình có đeo trang sức nó mới đẹp. À. Chứ không có đeo nhìn nó không có đẹp. À. Nó trơn trùi lắm. Con cũng giống bà, con thích đeo. Thì phải có cái đôi bông. Dạ, con cũng thích vậy. Không có đôi bông coi cái mặt thì lắm. Dạ. Còn cái này á thì nó có đây nè mà nó tiệp chứ cái mặt cái da. Dạ. Họ coi không được. Dạ. Để vậy coi giống như con khỉ cần nước là nhớ ai không biết rồi nói già dữ dạc mẹ này nè. Mẹ ơi nói đó. Bà trả lời và nói già đời nay chứ không phải già đời xưa. Dạ. Ta làm giá ta làm mình không làm nữa thôi. Dạ. Nói chi. Dạ. Rồi cái ngày 30 đón giao thừa bà có thức đón giao thừa không bà? À. Cái đêm 30 đón giao thừa bà có thức đón giao thừa không? Không. Không có gì hết, ở trong nhà không. Không có đi đâu hết á. Bao nhiêu năm rồi bà đón giao thừa một mình bà? Ờ.
Thôi. Bao nhiêu năm bà đón giao thừa một mình, không có con cháu bên cạnh? Mấy năm rồi bà? Nói vậy hoài thôi à. Tôi nói mình nghèo nó đâu có cần. Nó không có cần. Giàu nó mới cần. Vậy là rất là lâu rồi bà đón giao thừa chỉ một mình bà thôi. Thì đốt nhang rồi vậy thôi. Rồi Tết nay cái người con mà thất lạc của bà ở ngoài miền ngoài gì? Ngoài Lâm Đồng á. Có vô thăm bà không? Cô có biết hả? Dạ con xem đài con biết. Vô xong đi kiếm mẹ, đi tìm mẹ. Thì bên đây nè. Nó đòi rước gì vậy nè? Mà người đó là con ruột của bà hả bà? Con người thứ mấy? Con người thứ mấy của bà? Đó là con trai, còn con đó là con gà, con dâu. Mà cái người chú đó là con người thứ mấy của bà? Thằng này chạy nhầm thứ ba, rồi thứ hai là con gái, rồi này thứ ba, rồi còn thứ tư, rồi thứ năm ở dưới có chồng với chồng quốc tỏ. Rồi Tết chú có vô đây thăm bà không? Hôm Tết gì à? Hôm đó nó lại đây. Lại mấy lần rồi bà? Rồi nó lại đây một ngày. Rồi tối không có chỗ ngủ. Đi ngủ ở trên kia. Nhà trọ, đi ngủ nhà trọ. Nhà trọ đó 130. Rồi mơ rồi nó đi đâu đó, không biết. Rồi sao mất tiêu rồi nó về mãi rồi. Nó đòi rước về mãi à. Rồi bà có định về ngoại ở với chú đó không? Thì tính muốn đi mà tính muốn không, mà cái nhà nó hư rồi. Nhà hư rồi bà ơi. Nhà hư. Hay là bà về đó cho chú chăm sóc bà. Cho con trai của bà nuôi bà. Hỏi xong nó nhà tường. Dạ. Nhà tường. Chứ cái nhà này nè, cũng lâu năm lắm rồi. Nó đã siêu dẹo rồi nè cả nhà. Nó nói gì người ta mẹ yếu rồi, quán cà phê á, cái thằng đó nó nói nó nhớ mẹ quá ngủ không được. Tội hết bà, phải đi tìm đi kiếm. Dạ tội. Không biết mơ là nó đi về rồi nó không có lợi nữa, nó hung nè. Trời ơi nhớ thằng bà đó. Dạ thương. Nó nhớ mẹ. Dạ lạc sao mà lạc bà, ngày xưa sao mà lạc sắc lạc chạy giặc bà. Chạy giặt mà nay nó chạy đâu có biết à. Ai sống thì sống, ai chết thì chết à. Mà cũng may là chú nhận ra được bà, chú tìm đến đây. Cái thằng này thì nó tìm nó kiếm vậy chứ còn cái đó không chết thôi. Không cần. Vậy thôi bà về sống chung với chú đi. Cho chú rước bà về đó sống để cho chú chăm sóc bà. Chứ bà sống ở đây một mình nè. Rồi ban đêm ban hôm nè, chỗ vệ sinh cái gì cũng không có hết trơn hết bà nè, như nhà bà nè. Không có chỗ vệ sinh, không chỗ nấu ăn gì hết. Rồi ban đêm ban hôm nè, muốn đi vệ sinh bệnh hoạn khó lắm. Hay là bà về sống với chú? Ông trời nuôi, không sao đâu. Trời nuôi. Dạ. Đây đi xuống dưới mà chích thuốc, xa lắc xa lơ. Đi xuống dưới đi. Ngồi nghỉ hoài á, đi ít bước nghỉ, ít bước nghỉ. Mệt thế bà, đi ngồi mệt, đi bộ mệt lắm, nắng, trưa mệt. Nắng. Rồi chết giờ hết 5 ngày, 5 ngày hết rồi, hết bệnh rồi. Ông này chết hay lắm. Vậy là bây giờ bà chưa biết ở, chưa biết, không biết làm sao nữa, không biết làm sao, có nên về với chú không hả? Tội nghiệp chú nhớ bà. Vậy sao biết hả? Biết hai người đó hả? Dạ con biết, con có xem, con thấy chú dễ thương lắm. Cũng bị cái vụ quay phim này là mới có vậy đó. Chứ không có quay phim này đâu có. Dạ. Con thấy có con bà nhìn bà con cũng mừng lắm. Nó ở ngoài mà thằng nhỏ quay phim ở đây. Mà thằng nhỏ quay phim này nó làm gì, nó quẹt. Nó biểu tôi á, mà nói chuyện với cái chị đó đi. Dạ gọi điện thoại đó. Chị nói á, bà giống má của chị. Nó nói vậy chứ, nó là con dâu mà nó nói vậy. Cái thím nó dễ thương, con thấy thím nó hiền. Giống má chị. Dạ thím nó hiền á, thím con dâu của bà thì thấy hiền á, dễ thương á.
Dạ. Ai đều hết, tôi phải dặn. Tôi dặn nó đàng hoàng. Nhắm coi nuôi được không? Chứ nuôi không được. Cái rồi đem về ngoài rồi vợ chồng gây lộn nhau. Rồi cái giận hờn. Rồi cái biểu thôi vợ bà đi đâu bà đi. Đi đâu ở đâu. Đi rồi cái này người ta dẹp nè. Đâu có ở được đó. Rồi bà về không có chỗ ở ha. Rồi chết ông nội rồi. Cái nó già chết rồi. Thôi ở ngoài thì ở ngoài luôn chứ con bà mà. Để cho con bà chăm sóc. Vậy ha. À. Mình sợ nhiều khi nó đem về rồi mình ăn với uống không có mận gì được hết. Già mận gì đó. Đúng rồi bà cụ bây giờ là chỉ hưởng đi về sống chung với con để hưởng phước thôi. Có chú thím lo rồi chứ bà đâu có làm gì được. Thì nữa mình phải nói. Còn nói trước ha bà, là bà nói trước không vậy có ha. Nói nha, ngày sau này mình ăn với uống không á, không có mần cái gì hết trơn. Nó nói nó gầy nó phải hồi đó bà nói vậy tôi đâu có đem bà chìa. Dạ chắc không nói đâu, tại vì con thấy chú có, thím thương con bà. Dâu với kìa, con dâu thứ tư nói kìa. Con dâu đó kỳ đó nó nói á, má coi thâu xếp như này đi, rồi đi về dưới ở dưới con cất cho má cái nhà có đèn có chổng có lu nước đàng hoàng hết. Rồi nó nói vậy cái bà mới trả lời, con ơi đem về dưới rồi nuôi cho hao tốn tiền bạc chứ ăn với uống không chứ không có mần cái gì được hết trơn á. Ăn. Ồ vậy hả bà? Thôi hàng thùng nước vậy hơi. Wow bà à, hồi ngày xưa bà giỏi vậy đó. Mắng. Chèn ơi. Để tôi nói nha. Ở dưới hồi đó cầu Bắc Mỹ Thuận á, còn cầu Bắc á. Dạ. Chứ không phải Bắc cầu phải không? Dạ. Xe nó kẹt Bắc. Nó đầu đó, rồi nó đổ nước vô. Nước ở trong cái thùng nước nó chảy xà dưới hoài. Rồi nó hỏi người ta, ở đây có sợ hàng không? Người ta nói có. Người ta nói có. Rồi nó hỏi ở đâu? Nó ở kia kìa. Rồi nó hỏi đừng bà hay đừng ông. Hỏi vậy. Người ta nói đừng bà. Thôi. Người nói đừng bà mà bằng cái gì? Dạ. Cha nó nói vậy. Dạ. Đừng bà bằng gì? Cái người ta mới biết rồi. Người ta nói ê, tao bằng giỏi lắm bà. Ông ơi, ông đem nắng thử coi. Vậy hả? Để tôi đem. Đem cái thùng nước lại chảy xà cái nó kê cái miệng này nó thổi thì cái hàng cha kia coi dòng coi nó xịt ra đó xịt nước ra thôi để đó đi nói giá cả tiền bạc bằng bao nhiêu đó mà ngăn mắt á bệnh ta nói mình đừng bà cái số á như 30 mình ăn 70-80 vậy đó chịu mà không chịu thôi. Dạ. Nói vậy cái thôi mà đi mà giờ cho tôi để đây rồi tôi đi ăn cơm được không? Nó nói vậy. Được, đi đi lát nữa rồi lại lấy. Nó đi ăn cơm cũng lâu lâu thôi, lần này mần rồi cũng đổ nước vô vậy cái nó lại nó dòm thấy dựng lên rồi vậy mà người ta nói đừng bà mần giỏi vậy cái thùng nước còn chơi chơi đây à. Rồi tôi nói anh thổi đi. Thằng kia nó kêu nhỉ thổi cái nó dòm nè không có chạy. Cái nó nói nè trời ơi mần mau quá mà ăn mắt vậy rồi đó. Nó nói vậy nha. Tôi nói hồi nãy tôi nói giá anh chịu mần không chịu thôi chứ tôi đâu có ép. Nói vậy cái nó móc tiền nó trả. Móc tiền trả rồi mình nó làm bộ. Số ăn 80 mà nó trả có 50 thôi. Nó nói mà mau quá ăn mắc à. Nói vậy cái mình cũng sợ nó nhiều khi nó làm bộ hay là nó muốn trả vậy. Tôi nói hồi nãy anh chịu tôi mới mần anh không chịu thôi chứ tôi đâu có biểu anh mần đâu mà tôi đâu có ép. Cái nó trả nữa nó nói trời ơi mần giỏi quá phải được vợ tôi cưng quá. Nói vậy á. Dạ. À, giỏi quá. Vậy tôi nãy nó nói tới đâu đừng bào mà không được đâu làm mấy ba đang ăn tiền. Dạ. Nó giỏi lắm. Nó giỏi lắm à. Dạ. Dạ vậy thôi con đến thăm bà đầu năm lì xì chúc Tết bà. Con xin phép con về. Con chúc bà sống lâu trăm tuổi vui vẻ như gì hoài nghe bà. Dạ
vô tư vui vẻ hoài luôn. Thấy vậy chứ không có sao đâu. Dạ. Nào, ít bữa thôi. Dạ, bà là trời nuôi. Mẹ, qua biết nó nói về cũng như mình nói chuyện ở ngoài rồi. Dạ. Cảm ơn cả nhà. Này đem về cho người ta coi, nói chuyện à. Dạ, đem về cho bà con cô bác xem. Bà con cô bác thích bà cụ nói chuyện lắm. Dạ. Ở bên Đài An Giang mấy chú quân cũng vậy đó. Nói, bà nói chuyện nghe hay lắm. Dạ. Mà ai